Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam đã bị bắt. Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng bị bắt sau hơn 2 ngày trốn khỏi phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà, Bộ Công an đóng tại huyện Cẩm Xuyên. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thành và Hoàng đã bị bắt lúc 2 giờ ngày mùng 9 tháng 12 khi đang lần trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, cách phân trại số 2 tại xã Cẩm Sơn hơn 10 km. Gần 2 ngày qua, khoảng 2.500 trinh sát của trại giam Xuân Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh, dân phòng cùng hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức lập chốt tuần tra, giả soát nhiều tuyến đường, khu vực rừng núi và vùng dân cư ở huyện Cẩm Xuyên và các địa bàn lân cận để truy tìm Thành và Hoàng. Theo hồ sơ, Thành, 36 tuổi, chú huyện Lộc Hà đang chấp hành hai bản án tù của tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là 19 năm. Hoàng, 39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 15 giờ ngày 6 tháng 12, khi lao động tại xưởng thuộc đội 28, phân trại số 2, xung quanh có rào vây thuộc trại giam Xuân Hà, hai phạm nhân này đã bỏ trốn trong lúc chuyển hàng. Thời điểm đó, thành thụ án được 2 năm 7 tháng, Hoàng 7 năm 6 tháng. Trụ sở chính của trại giam Xuân Hà, Bộ Công an ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, phân trại số 2 đặt tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên phân trại số 2 nằm sát núi, cách gần 1 km có khu dân cư. Địa bàn này có một tuyến đường quốc phòng, còn lại là đường liên thôn, liên xã, giáp danh với xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Camera an ninh tại đây còn hạn chế. Tháng 4 năm 2020, tại phân trại số 2, phạm nhân Đinh Văn Duẫn đang thi hành bản án 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, trong lúc đi lao động trồng hoa màu tại ruộng trên địa bàn xã Cẩm Sơn cũng đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau 29 tiếng.